Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đang xem video của Lê Tuấn Quân. Đây là cái mẫu đèn hào quang 40 các bạn nhé. Mẫu đèn hào quang 40 này, màu vàng này, xung quanh mẫu diềm màu vàng xung quanh này. Thì mình quay thực tế này cho tất cả mọi người cùng xem, để các bạn có thể là xem được hình ảnh thật của chiếc đèn cũng như là hiệu ứng này. Đó, khi bên mình cắm đèn lên thì các hiệu ứng hào quang phóng tỏa từ bên trong để ra và thay đổi các kiểu như thế này. Các bạn xem, nếu như bạn nào mà thấy cái mẫu đèn này nó phù hợp với lại nhu cầu của mình nhé, thì có thể liên hệ với lại bên mình thì để mình tư vấn báo giá, rồi sau đó thì các bạn có thể đặt hàng nhé. Với mẫu đèn này thì sử dụng điện áp là 5V thôi các bạn nhé, cực kỳ an toàn, có nút chỉ tốc độ này. Đó, diềm vàng và sắc nét này, các bạn nhìn đấy, mình quay nghiêng đấy. Đó, còn nhìn về hiệu ứng thì như video này thì các bạn xem, các bạn thấy nó phù hợp với lại nhu cầu của mình đấy thì các bạn đặt mua nhé. Các hiệu ứng hào quang thì sẽ tỏa từ trong cửa ra và có nhiều màu sắc như thế này này, và bên mình làm thì sẽ ship hàng vào toàn quốc các bạn nhé, các bạn ở đâu cũng có thể đặt hàng được, sẽ giao đèn tận nhà, sau đó thì các bạn kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng. Đó, các bạn nhận hàng các bạn được cắm đèn thử trực tiếp luôn đó, nên là các bạn hoàn toàn là an tâm khi mua hàng online. Bên hàng bên mình làm ấy thì là sản xuất trực tiếp, nên là các bạn có yêu cầu như nào thì cứ trao đổi trực tiếp với bên mình. Khi trao đổi xong rồi thì các bạn có thể tiến hành đặt hàng. Chứ đèn hào quang cũng có nhiều kích thước và nhiều mẫu mã khác nhau, ví dụ như một cái mẫu như này thì giá nó chưa đến 1 triệu, cũng là kích thước là 40 đấy, nhưng mà khi mà có giá tiền cao hơn ấy thì cái mẫu đèn vẫn là 40 như này thì nó lại sẽ là khác các bạn nhé. Đó, đây là sẽ tùy thuộc theo từng mẫu và cũng tùy được thuộc theo từng thời điểm nữa, để do cái nguồn linh kiện nhập về nữa, mỗi thời điểm giá nó sẽ khác nhau, nên là bên mình cũng cố gắng làm sao để cân đối để duy trì được cái mức giá là cái đèn hào quang cho nó phù hợp nhất, để làm sao cho tất cả mọi người đều có thể là mua được một chiếc đèn hào quang về trang trí sau ban trang trí trên ban thờ Phật đó, cũng như các bạn mua đèn về để trang trí lên trên bàn thờ gia tiên đều có thể sử dụng được một chiếc đèn nó có chất lượng và tốt nhất. Bên mình làm thì luôn luôn là cố gắng làm sao để mỗi một chiếc đèn khi hoàn thiện gửi tới tất cả mọi người thì đều đảm bảo được cái độ bền nó là tốt nhất đó, chứ không bao giờ bên mình muốn làm một chiếc đèn nó kém chất lượng và sử dụng trong những thời gian nó ngắn nhất. Bên mình tất cả các phẩm đèn hào quang mình đều bảo hành là 12 tháng cho tất cả mọi người. Đấy, như từ đầu đến giờ thì các bạn xem clip của mình thì các bạn thấy là bên mình quay thực tế luôn, trực tiếp. Đấy, đây là các mẫu đèn bên mình làm cho khách. Và sau đó thì mình quay lại clip để cho mọi người cùng xem. Đấy, xin cảm ơn các bạn nhé. Và các bạn có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp mình để trao đổi. Sau đó thì ưng ý thì bên mình sẽ tiến hành làm cho tất cả mọi người.